Hôm qua 16 tháng 5, một nhà lãnh đạo nghị viện châu Âu cho biết, ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg đã đồng ý gặp các nghị sĩ của nghị viện châu Âu trong một cuộc gặp kín vào tuần tới để trả lời những câu hỏi về vụ bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng liên quan công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica. Cụ thể, ông chủ Facebook cần phải đưa ra những giải trình cụ thể về các vấn đề liên quan tới việc bảo mật thông tin cá nhân người dùng, mức độ ảnh hưởng sau vụ bê bối gây xáo trộn hồi đầu tháng 3 vừa qua, cũng như cách thức giải quyết hậu quả. Cuộc gặp này cũng sẽ tương tự phiên điều trần mà ông Zuckerberg thực hiện trước đó tại Quốc hội Mỹ. Cuộc gặp sẽ diễn ra ngay khi có thể, nhiều khả năng là trong tuần tới. Trước đó, EU đã đưa ra những quy định mới siết chặt bảo mật dữ liệu và Facebook cũng đã cam kết sẽ tuân thủ. Quy định bảo vệ dữ liệu chung của khối sẽ bắt đầu có hiệu lực nhằm đảm bảo người sử dụng có quyền kiểm soát lớn hơn đối với cách thông tin cá nhân của mình được lưu trữ và sử dụng trên mạng, đồng thời phạt nặng những doanh nghiệp vi phạm quy định. Facebook đang đối mặt với vụ bê bối lộ thông tin của khoảng 87 triệu người dùng, trong đó có tới 2,7 triệu người dân EU, cho hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica. Vụ bê bối này không chỉ khiến Facebook chịu sức ép điều tra từ cả giới chức Mỹ, Anh và châu Âu, mà còn đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trên toàn thế giới. Sau thời điểm vụ bê bối bị phát giác, Facebook đã mất hơn 50 tỷ đô la Mỹ giá trị trên thị trường. Trước những áp lực này, Facebook đã đưa ra nhiều thay đổi, minh bạch hóa việc lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng nhằm lấy lại sự tín nhiệm của người dùng.